Bây giờ tôi đã phát hiện được tại sao Gia Long cứ bị giết vào đêm đầu tiên rồi. Bởi vì bạn ấy đã ăn quá nhiều tiền của chương trình. Theo thống kê nhá, ví dụ chơi 10 ván đi là Gia Long thắng hết 7 8 ván rồi đúng không cả nhà? Bây giờ theo em nha, là mọi người cho em chơi tới cuối đi, cho em chết gần kế cuối đi. No! Em cũng mãn nguyện. Cho em lấy hình đi mọi người, cho em lấy hình đi. Lấy mọi từ người nào cuối cũng được lấy hình mà em. Em đâu có tiền bạc đâu đúng đúng không? Rồi em chết em cũng được lấy hình mà em. Chị lo cho em lắm, thì ở đây toàn là những người đồ tồi không à. Không, chị Trinh sai rồi, chị Trinh ơi. Sao? Chị Trinh sai rồi, anh Hùng là một người. Anh Hùng là một người rất là lương lẹo. Không hề, chị Trinh đã sai không rồi. Hề, không Thế hề, hả? không hề, no, no. Đúng rồi. Thì chị biết đó, Gia Long em là cái người thánh thiện nhất trong nhóm này rồi, nên tất cả tiền thưởng ở trong túi của em hết đó. À, Phú Thịnh bị câm, Phú Thịnh bị câm rồi à. Thì em bắt anh lên giàn nha. Nghiệp. Rồi, ok, hợp lý. Bị câm bắt lên giàn đi. Trời ơi, thương chị Trinh quá à. Gia Long thương mỗi chị Trinh, không thương anh. Đoán bừa xong rồi cho người ta giải thích thử một lần. Bây giờ anh hỏi em, bây giờ người ta giải thích một lần xong mình giết nhầm thì sao? Giết nhầm thôi chứ sao vậy? Nhầm thôi là được bây giờ. Thôi giờ đã, ví dụ hai người dân làng chết rồi, bây giờ thêm một người nữa là ba người là thôi, là bằng nhau, là kết thúc game rồi còn gì nữa. Chả biết làm gì ngoài lướt qua lướt lại nhìn mặt của mỗi người. Không ai đáng tin hết, lạ luôn thật sự. Bây giờ ví dụ ai có một cái dữ kiện chắc chắn thì làm ơn hãy bật mí một cái thôi là mình có thể ra tay được luôn. Nhưng mà ai chắc chắn thì hãy khẳng định. Còn nếu như mà giết lầm một cái là anh Dự Thịnh chết là coi như cũng thua, hiểu không? Còn bây giờ mọi người đừng có dẫn hướng kiểu bị nó bị hoang mang nữa. Ừ. Ra tôi chơi cái game này á, từ đó tới giờ á, là tôi thường là dựa theo cái cảm giác của tôi rất Ui, là nhiều. Không cảm giác đâu. Bây giờ và đa số anh ơi, tới đây rồi không cảm giác gì đâu anh ơi. Thiệt. Mục sư xin quang, đừng đi ngủ nha. Cố lên. Từ từ thôi, anh như vậy rồi mà. Không được, không được. Cố lên. Anh xin lỗi nhưng mà anh cảm giác cái cảm giác này quen lắm. Mà mỗi lần anh có một cảm giác này thì đúng là chỉ có em thôi. Anh xin lỗi em. Và bây giờ xin công bố người chết là có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã thấy trước mắt anh đây là cả thế gian vũ trụ hoàn mỹ.